Ok, xin chào các bạn. Hôm nay mình giới thiệu với các bạn một cái cưa lọng. Cưa lọng. Một cái thương hiệu quen đến từ Mỹ. Nhưng quay cận cảnh là cho mọi người xem nha. Thông số của nó các bạn xem trên hình ha. 290W nè. Điện 100V, hàng Mỹ xuất Nhật ha. Đây xuất Nhật nè, Japan Mon Order nè. Theo cái đơn đặt hàng của Nhật nè. Đấy, điện 100V. Tất cả là zin hết ha. Dây nguồn nó cũng còn zin nè. Dây nguồn zin theo máy nè, chưa có bị cắt nè. Đây. Xoay góc cắt được ha, điều chỉnh góc cắt được nè. 45 độ nè. Thì cái cưa lọng này nó rất là hiệu quả. Nó rất là hiệu quả cho chúng ta đối với thao tác với nhiều cái vị trí ha. Ví dụ như chúng ta có thể dùng cắt tôn, cắt nhựa, vân vân. Có thể bắt vô bàn, làm như cưa lọng bàn cũng được. Cái điểm hay của cái cưa này là nó điều chỉnh được cái góc cắt nè. Thông thường những cái cưa lọng khác á, là chúng ta sẽ cắt ở cái vị trí góc thẳng thôi ha. Như cái con này á thì mình điều chỉnh được cái góc cắt nè. Muốn cắt đi xéo xéo cũng được ha. Cắt ngang cũng được bằng cách lóc và lóc ở chỗ này thôi ha. Khi điều chỉnh góc cắt thì mình sẽ lóc lại. Khi điều chỉnh góc cắt xong rồi mình sẽ lóc lại và nó sẽ không di chuyển nữa ha. Nhấn vào kéo lên. Đây, chúng ta sẽ di chuyển góc cắt nữa. Thì cái này mình đã test ok hết rồi. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành cắt lại cho các bạn xem. Đây là nút công tắc nó đây. Nằm ngay cái vị trí tay mình rất là thuận tiện thao tác ha. Như là nhấn xuống là chạy thôi. Điện chỉ 100V nhưng mà mình xài 110 vẫn ok, không thành vấn đề ha. Trên cái dây nguồn này. Thì kêu về cái lưỡi cưa này thì nó khá là thông dụng ha. Mình mua trên thị trường ở đâu nó cũng có bán. Thì cái loại lưỡi này là nó xài lóc bằng một cái con vít ở vị trí này để siết ép cái lưỡi cưa. Đây, để mình thử cho các bạn xem. Ok. Rất là nhanh ha. Các bạn có nhu cầu thì cứ gọi cho Minh Thế Huy. Một cái cưa lọng của Mỹ có thể thao tác ở nhiều cái công việc khác nhau, rất là đa năng. Có thể lọng gỗ nè, lọng kim loại mềm, cưa cắt tôn, cắt nhựa, cắt bêu vân vân. Mình có thể bắt cố định nó để làm như cái cưa lọng bàn. Ok. Số điện thoại 0909095698. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip này. Xin cảm ơn. Thank you.